Rồi, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đường An Bình. Nơi đây là khách sạn Đồng Khánh, khách sạn 3 sao ở quận 5 mình nè. Đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Trãi, Trần Phú. Còn hướng ngược lại thì mình sẽ đi ra bến Hàm Tử. Và thông qua video này thì em xin gửi đến cô Văn Lê nha, một số hình ảnh ở khu vực chợ Hòa Bình và cái hãng kem đánh răng Hinox ngày xưa. Nơi đây là góc đường Trần Hưng Đạo và An Bình. Ta đi theo trường An Bình nha. Ở đây cũng có chung cư hồi xưa nè. Đây, mình đi qua bên đây đường cho nó mát. Đây cái chung cư 169 Trần Hưng Đạo. Ở đây chắc có lẽ là chú Hòa Nguyễn rất là gần. Sau khi hỏi thăm rất là nhiều người và trong khoảng gần một tháng thì em mới biết được cái chỗ ở đây là cái hãng đó, kem đánh răng Hinox. Và vừa rồi thì em ăn bánh trống chỗ 83 Nghĩa Thục, cái quán của chị Vân rất là ngon, và hỏi thăm thì chị cũng nói ở đây, cho nên sẵn ăn xong rồi thì em cùng lang thang với cô chú anh chị mình đi đến cái địa điểm này ha. Thì hiện tại là 3 giờ chiều. Đường An Bình thì thật ra rất là yên bình, nó giống như cái tên nữa vậy, không quá ồn ào, không quá sôi động. Ở phía sau lưng mình thì đi hướng ngược lại thì có cái bệnh viện An Bình, bệnh viện của người Hoa xây dựng ha. Ở đây thì có cái chùa Thiên Tôn, cái hẻm đi vô chùa Thiên Tôn. Buổi chiều thì ở đường này rất là mát luôn nè. Chúng ta có thấy là rất là dễ chịu. Đây là hẻm 94 nè. 94. Chúng ta đi những cái con đường này không thể nào mà mình nhìn một bên được hết á. Cũng phải nhìn qua, nhìn lại, nhìn qua, nhìn lại. Để mình thấy rõ hơn. Cái video này thì em cũng định thực hiện lâu lắm rồi, nhưng mà vì điều kiện thời gian nên đến hôm nay mới có dịp quay. Ở đây thì đường này thì không có gì đặc sắc ngoài những cảnh yên bình. Chúng ta đến ngã ba Bạch Dân. Ngã ba Bạch Vân và An Bình ha.
mình đi tí nữa đó là bến Hàm Tử. Rồi đây mình quẹo vô đường Bạch Dân nha. Rồi chúng ta cùng lang thang đến cái đường An Bình và đi qua con chợ Hòa Bình. Đường Bạch Vân và đi qua con chợ Hòa Bình. Rồi sẵn đây thì gửi của chú anh chị bạn gần xa mình cùng xem lại cái con đường xưa và cái chợ Hòa Bình. Khu vực này cũng là gần nhà của anh Tâm nè. Anh Tâm mới bữa về có dịp gặp anh Tâm. Anh Tâm vui tính. Em tìm hiểu thì hỏi thăm thì có lẽ cái tòa nhà màu xanh xanh lơ phía trước là cái hãng kem đánh răng ngày xưa, với cái thương hiệu, với hình ảnh anh Bảy Trà người da đen nhe răng ra cười vẽ khắp nơi, được quảng cáo khắp nơi các bức tường của ngày xưa. Đây thì có cái hẻm. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Ở khu vực này thì rất là nhiều người Hoa. Buổi tối thì khu vực này có cô bán chè nè, chè Thái. Có lẽ cái tòa nhà này theo lời hướng dẫn và chỉ dạy của cô chú anh chị và những người em đã hỏi thăm và tìm kiếm trên mạng thì có lẽ ở đây đây chính là địa chỉ mà hãng kem đánh răng ngày xưa, số 99 và 107 Bạch Vân, 99 đến 107, cho thấy là cái địa chỉ này tới 5-7 căn luôn, rất là lớn. Cái bên thì có cái trường mầm non, rồi một dãy nhà này họ xây mới hết rồi, nhìn không có nét gì của ngày xưa hết. Chúng ta cùng nhìn lại, bây giờ nó là cái trường An Đức. Học thật vui, làm thật giỏi. Rồi, chúng ta nhìn bên đây đối diện thì có cái hủ tiếu dê. Rồi có cái nhà xưa ở đây. Ở dưới thì có cái hẻm. Cái hẻm mới đi vô cái khu dân cư. Ở trên là nhà, dưới là hẻm ha. Giống như cái cổng vậy. Rồi chúng ta nhìn lại cái chung cư ngày xưa nè. Sao em nhìn thấy nó không có giống ngày xưa ta? Có lẽ là cái mặt tiền đó làm mới lại rồi quá, nên không thấy kiến trúc ngày xưa hết. Rồi chúng ta đi qua bên đường nha, để nhìn lại đường bên đây. Đây chúng ta đến ngã tư Trần Quang Khải và Bạch Vân. Ở đây cũng có một cái chung cư xưa. Thank you.
Thì đường Trần Quang Khải này thì song song với đường An Bình, theo thường lệ thì hướng này sẽ ra bến Hàm Tử ngày xưa, nơi này là Võ Văn Kiệt. Rồi mình cùng đi vô chợ Hòa Bình nha. Mình đi hướng này sẽ đi ngang cái lồng chợ thôi. Rồi, một số hình ảnh ở hãng kem đánh răng Hinox gửi đến cô chú anh chị, đặc biệt là cô Vân nha. Rồi bây giờ mình cùng lên thang vô chợ nha, để xem buổi chiều ở chợ họ bán gì nhé. Đây thì bán trứng, sổ luôn. Hôm nay thì em không có nhu cầu mua gì hết nên mình đi ngó thôi nha. Hôm nào mua thì mình sẽ quay cập nhật giá cả thị trường cho bà con mình xem. Bao cải ta nhìn qua nhà lồng chợ đó, một ngôi chợ có kiến trúc của người Hoa rất là xưa luôn. Ngôi chợ này kéo dài đến 8-9 giờ tối. Túi nè, túi sim. Mình thấy túi màu tím tím đó là túi hoàng chuối táo quạ gì đó, có chữ quạ đó mà không biết cái gì quạ. Chúng ta nhìn ra đây ngày xưa là có rất là nhiều than đá đây nè, nhưng mà bây giờ là cái công viên đó. Cái công viên rồi cầu vượt đi qua bên kia sông đó. Rồi mình nhìn qua đây là đường Nhiêu Tâm nè, đường Nhiêu Tâm để đi ra đường Trần Hưng Đạo. Rồi nhân đây thì em cũng chúc cô chú anh chị mình luôn nhiều sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Đến đây thì chắc video em sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái video tiếp theo. Một số hình ảnh về Sài Gòn xưa và cập nhật Sài Gòn nay gửi đến